rồi thủ đạo lắm. Ủa tưởng vậy? Không, chưa có tập bài. Bây giờ bọn giám khảo nó giờ cười rất tươi nha. Dạ, đó chính là giám khảo Nu Phước Thịnh. Ủa tưởng giám khảo Đông Nhi cười rất tươi. Đâu, cả hai luôn. Câu hỏi ngu đi. Bây giờ là vị giám khảo cười sâu nội tâm. Một trong những nữ ca sĩ giàu nhất V-pop hiện nay. Wow, giàu nhất ngồi đây. Cô ấy có một nickname là phù thủy của những bản hit. Sở hữu tất cả mọi thứ, cả tiền và cả bài hit luôn. Bước vô không gian này tôi lo quá. Không, cũng giống vậy mà, không hề luôn các bạn. Y chang luôn, không khác gì hết. Cái đó chứ phải tất hai á ha. Cao dữ. Anh nhìn đôi giày em đi. Đó. Cái này là cái xuồng chứ không phải cái giày. Nhưng mà như vậy, bình thường á, Đông Nhi là đã quen rồi. Nhưng mà với không, nhưng mà không nhảy được như bạn ấy đâu. Bởi vì còn phải giữ sức để hát nữa. Mình đang đánh giá cao, bạn. Ok, cảm ơn. Cứ ngỡ rằng nó sẽ là nhẹ nhàng tình cảm và giết, nhưng không, rất bấp bênh nha. Rất mệt. Mọi người ngồi trên này mặc đồ hơi nóng một tí, cho nên nó là cũng hơi đổ mồ hôi trước cái phần đâu, thấy bạn cũng sexy, cũng hấp phần dẫn dưới thôi, ở trên kính okay. Cũng thấy sexy. Không ai thấy, các bạn thấy. Đôi khi đâu phải có nhất thiết cứ phải hở hết mới sexy đúng không? Bạn rất hấp dẫn. Hay, cảm ơn bạn nha.